Thời tới cảng không kịp với 4 con giáp đầu tư sẽ thăng lớn trong 2 tháng tới. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi khoảng thời gian trôi qua, ai cũng mong muốn cuộc sống của mình sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Nếu không thể giàu có, dư giả, thì ít nhất mỗi ngày đều trải qua một cuộc sống bình yên, không chút phiền muộn. Tuy nhiên, trong cuộc sống mỗi người đều phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở để đạt được thành công như mình mong muốn. Bản thân mỗi người đều phải không ngừng nỗ lực, thay đổi từng ngày, mong cầu mọi thứ được tốt đẹp. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra đều đã gặp may mắn. Có những người gặp phải đánh đổi, hy sinh rất nhiều nhưng vẫn không thể khấm khá lên được, cuộc sống dậm chân tại chỗ. Tử vi có tiết lộ trong 2 tháng sắp tới đây, có 4 con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, làm gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, do có hơn người, tiền tiêu 3 đời không hết. Vậy đó là những con giáp nào, họ sẽ nhận được may mắn gì trong thời điểm 2 tháng tới? Mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi còn được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất, tuổi Sửu. Trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Tuổi Sửu có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Ngoài ra, người tuổi Sửu là một trong những con giáp đầu tư dễ thắng lớn, không phải vì họ liều lĩnh mà họ luôn đề cao các biện pháp an toàn và các cơ hội đầu tư của mình trước khi nghĩ tới các chiến lược đầu tư, kinh doanh nào khác. Hơn ai hết, các mệnh chủ tuổi Sửu luôn tin rằng cứ tập trung cao độ vào việc mình làm và họ sẽ đạt được những gì xứng đáng với nỗ lực của bản thân. Không chỉ thế, mệnh chủ tuổi Sửu còn may mắn có thu nhập cao từ công việc bên ngoài. Điều đáng mừng đối với đa số người tuổi Sửu chưa từng có kinh nghiệm về đầu tư là lúc này các mệnh chủ đã bắt đầu tìm hiểu. Điều đáng mừng đối với đa số người tuổi Sửu chưa từng có kinh nghiệm về đầu tư là lúc này các mệnh chủ đã bắt đầu tìm hiểu, phân tích tình hình như các cơ hội làm ăn. Thậm chí có một số trong đó đã bắt đầu thực hành. Đối với tuổi Sửu, việc này không có gì phải vội vàng vào lúc này. Chiến thuật đầu tư liên tục nhiều số tiền nhỏ có thể dẫn đến hiệu ứng quả cầu tuyết. Đó là khi các hạt tuyết nhỏ phát triển dần về kích thước và động lượng, cuối cùng đạt tới tốc độ tăng trưởng lũy tiến. Có thể nói, ít ai có tầm nhìn xa, sự kiên trì để thực hiện tốt việc đầu tư với chiến lược tích lũy tốt như những con giáp đối xử. Tuy nhiên, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy. Vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma, những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ xã hội. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Sửu tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không như vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, tuổi Dần. Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình.
Có thể nói mệnh chủ tuổi Dần là người thích sự thử thách, nên họ thường xuyên nhận việc khó và vất vả về mình, cho dù người khác thì luôn tìm cách để trốn tránh. Vì thế, với tuổi Dần, công việc là niềm vui chứ không phải là việc ham giàu. Thế nhưng trong cuộc sống, nhiều điều không nghĩ sẽ xảy ra nhưng vẫn cứ diễn ra cho dù họ có lên kế hoạch. Trong 2 tháng sắp tới, vận may và tài lộc của người tuổi Dần bỗng dưng vượng phát, cơ hội kiếm tiền để dồn dập và bản mệnh cơ thể từ từ khai thác. Lúc này mệnh chủ tuổi Dần thường xuyên được quý nhân giúp đỡ, bước vào đại vận kiếm được rất nhiều tiền. Có những thay đổi lớn bắt đầu xảy ra cho dù bản mệnh không cảm nhận được gì từ trước đó. Thực ra may mắn này không hề đến sớm một chiều, mà là quá trình tích lũy từ việc mệnh chủ làm việc chăm chỉ, cầu tiến và luôn giữ gìn tốt mối quan hệ xung quanh. Những gì mệnh chủ cần tuổi Dần làm cũng giống như cách chăm sóc một vài cái cây, và lúc này mệnh chủ tuổi Dần chỉ đang đợi ngày hái quả. Tuy nhiên, với những người tuổi Dần đang theo con đường việc đầu tư, thì để có được thành công, bản mệnh phải thực hiện một chiến thuật kiên nhẫn, kỷ luật. Như vậy bản mệnh mới có thể tích lũy lớn những tài khoản đầu tư nhỏ nhưng thông minh của mình, đặc biệt để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hành thông, sự nghiệp tiến triển thuận lợi. Thế Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Dần hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh vận hạn luôn rình rập ở xung quanh, từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ bản mệnh, tương trợ, giúp đỡ, phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, vật phẩm đã được xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Dần. Thứ ba, tuổi Thìn. Trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Trong cuộc sống, tuổi Thìn là người rất đam mê kinh doanh, đầu tư, nhất là những người có niềm yêu thích đặc biệt về đầu tư và khá kiên nhẫn trong việc tìm các cơ hội. Trong khi nhiều người rơi vào khủng hoảng thì một số người tuổi Thìn là các chuyên gia đam mê, đầu tư, tìm ra cơ hội hiếm có về công việc trong suốt 10 năm qua. Có thể nói mệnh chủ tuổi Thìn là con giáp đầu tư dễ thăng lớn, vì đây về sau là kho tài lộc bắt đầu mở rộng. Lúc này bản mệnh chỉ cần lựa chọn cơ hội nào nên nắm bắt và cơ hội nào nên buông. Nhìn chung cuộc sống trong 2 tháng sắp tới, hạnh phúc mỹ mãn. Hơn nữa tuổi Thìn thường được nhìn nhận là con giáp trung niên giàu có sau quãng thời gian tuổi trẻ, nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, không ngay lúc này đừng để vấn đề tuổi tác cản đường. Khi tuổi Thìn đã đủ tích lũy tiền bạc lẫn kiến thức thì bắt đầu việc đầu tư vào thời điểm nào không quá quan trọng. Nhưng mệnh chủ tuổi Thìn đừng vì thế mà chủ quan, mấu chốt là phải có phương pháp đầu tư nghiêm túc theo định kỳ, bất kể giá tăng hay giảm. Tránh dự đoán thị trường và tránh tâm lý đám đông làm bạn vẫn lay động. Ngoài ra trong lúc này, những ai đang làm công ăn lương thì công việc vẫn phát triển thuận lợi, việc buôn bán thêm của bản mệnh có thể mang thêm nguồn thu khổng lồ. Đặc biệt, thầy Gia Cát còn khuyên gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề, mọi việc. Vì thế cũng được hành thông, thu hút tài lộc, may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Thìn để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ tư, tuổi Tuất. Mệnh chủ tuổi Tuất cũng là người chăm chỉ nhưng không giỏi đưa ra quyết định. Mỗi khi đứng trước những lựa chọn bản mệnh thường có cảm giác đầu óc như đang có. Mỗi khi đứng trước những lựa chọn bản mệnh thường có cảm giác đầu óc như đang nổ tung. Thế nhưng trong 2 tháng tới, mệnh chủ có được chỉ dẫn của người có kinh nghiệm nên bắt đầu 9 giờ bình tĩnh hơn, có những quyết định sáng suốt hơn. Có thể thấy lúc này bản mệnh sẽ bước sang trang mới, bước vào đại vận. Mọi sự việc đều thuận lợi, sự nỗ lực của tuổi Tuất
dành cho cơ hội được phát triển. Những gì mà tuổi Tuất kiếm được lúc này đủ bù đắp cho bao thời gian trước đó. Nhất là những con giáp tuổi Tuất đang say mê đầu tư cho những năm gần đây càng dễ gặt hái, có thể nhận được nguồn lợi nhuận dồi dào mà chính mình trước đây chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên, với những người tuổi Tuất thấy người ta đầu tư thành công thì cũng đừng vội vã bắt chước theo. Bạn mạnh phải có 3 đến 6 tháng tiền lương trong tài khoản tiết kiệm để đảm bảo an toàn cho mình. Điều này nhằm đảm bảo bản mệnh cần dùng tiền gấp sẽ không bị ảnh hưởng tới tài khoản, tới đầu tư. Nhìn chung, chưa nghĩ tới việc gì liên quan đến đầu tư, bản mệnh phải có sự tích lũy trước cả về tiền bạc lẫn kiến thức, kinh nghiệm, thông thái sơn về tiền của thì số tiền cần phải đầu tư. Ngoài ra, để tăng may mắn cải mệnh thì gia cát quyền mệnh chủ tuổi Tuất hãy mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma, những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Đồng thời, những mệnh chủ, những thị phi của tuổi mâu thuẫn và vòng còn hóa giải những thị phi mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp tuổi Tuất tăng thêm may mắn, chiêu tài lộc, chiêu mời quý nhân. Bên cạnh đó, trong năm 2021, vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang trì chú xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất, đặc biệt là những gia chủ tuổi Tuất. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.